Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 6, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập, 7 tháng 6 năm 2007, 7 tháng 6 năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Trong 15 năm qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích là 1.507 ha, trong đó 5 khu công nghiệp có doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy khá như khu công nghiệp Lương Sơn 100%, khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà 91,53%, khu công nghiệp Nam Lương Sơn đạt 60,08%. Các khu công nghiệp đã thu hút được 104 dự án đầu tư, trong đó có 26 dự án FDI và 78 dự án đầu tư trong nước. Năm 2021, dù bị tác động không nhỏ từ đại dịch COVID-19, tỷ lệ đóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của tỉnh đạt 44,36%, giá trị xuất khẩu chiếm 56,6% giá trị xuất khẩu của tỉnh, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 21.000 lao động. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đạt được trong 15 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các khu cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng dân cư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy đô thị hóa nông thôn. Chúng ta đang ở cái năm thứ hai, chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17. Và chúng ta có mấy cái 19 chỉ tiêu, thì trong đó có cái chỉ tăng trưởng ấy là bình quân là chúng ta 9%. Năm nay thì 6 tháng đầu năm ước là 5,13 rồi. Cuối năm là chúng ta sẽ cố gắng tăng trưởng giữ cái khoảng là 9%. Tôi nêu con số này để mong các ông chí ở ban, lãnh đạo Ban Quản lý Công nghiệp tỉnh chú ý để đóng góp vào cái bánh tăng trưởng như thế. Cái thứ hai, bây giờ chúng ta quy hoạch 8 khu thì có quy hoạch thêm không? Ví dụ Yên Thủy mở rộng ra, khu mới ra, chúng ta là phải làm công tác quy hoạch để mở rộng và báo cáo với chính phủ để bổ sung. Tôi nghĩ báo cáo gì, cái bánh ngân sách, cái bánh tăng trưởng Hòa Bình là vẫn phải dựa vào công nghiệp. Đúng không nào? Hiện nay vẫn công nghiệp là chủ yếu đấy. Đất đai cũng có nhưng mà chỉ là hữu hạn thôi. Còn mấy chục năm chúng ta khai thác nhưng cái đất đai nó mang tính hữu hạn, nó không mang tính dài hạn đâu. Cho nên là cái phát triển công nghiệp rồi là du lịch mới là cái bền vững, cái dài hạn của tỉnh Hòa Bình, đó là một chiến lược. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tạo mọi điều kiện để phát huy hiệu quả các dự án sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, tiếp tục cải thiện chất lượng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, ưu tiên thu hút các ngành nghề lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen kỷ niệm chương. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua.